Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Xe Đạp Giá Sỉ. Hôm nay cuối tháng 4, em Minh cập nhật giá bán và các mẫu xe hiện tại trên thị trường cho mọi người tham khảo nhé. AK Pro vẫn 87, có màu này là màu xám, màu trắng, màu xanh navy, màu đen, nhám nhé mọi người nhé. Đấy là AK Pro, em Minh bán 8.7. Zevo F1 có hai màu, màu xám và màu đen size M, em bán 19.900. Nikko, Chevo Nikko thì có màu màu đen, màu bạc, màu đen, màu bạc, màu xanh, màu lông chuột, giá 8.500.000 mọi người. Java Veselo 8.300.000, 8.300.000 mọi người nhé. Đây là Gian 800 XTC 800 2023 15.900.000. Nó có màu đỏ, màu đen, màu ghi nhé mọi người nhé. Đỏ đen ghi. Đây là tay ngang SRAM R5 có 3 màu là màu trắng, màu trắng, màu xám đậm và màu xi măng. Đây là màu xi măng. Catani 2.1 thì có 6 màu, giá 4.500.000 mọi người ạ. LIV hồng bản 2023 mới về 9.500.000. Cái này là xi lon tay ngang, có mỗi màu xi măng này thôi, size 48, 11.500.000 mọi người, sale. Twitter Smile giá 8.800.000, tay ngang, tay cong em cũng có luôn, màu thì đủ màu nhé mọi người nhé, size 46-48. Đây là Catani TR30 3.300.000, đủ màu, 5-6 màu với mọi người. Check Magin 7 em còn đúng một con, 20.500.000. Check Magin 7. Rồi Yoko em đủ màu, size 15. Yoko nó size 15-17 nha mọi người nhé, 9.500.000. Escape R3 còn đúng một con, giá 8.500.000, màu xanh. Rồi Escape 3 màu đen, 8.500.000 luôn mọi người. Đây là AK màu xanh navy, 8.700.000. XF1 thì 12.000.000, XF1 thì cũng có hai màu nhé mọi người nhé, màu đen và màu xanh. XF2 cũng có hai màu, màu ghi và màu bạc, 9.500.000. Size SCM, size XS luôn. Titantech 6.1, 4 màu, trắng, đen, rồi trắng, đen, đỏ và màu xám lông chuột, 7.500.000. 2.1 thì 4.500.000 rồi, 6 màu rồi. Con này Zicon 27.5. Zicon 27.5 giá đã tăng nhé mọi người nhé, 7.900.000. 7.900.000. Con này con Java Fucodit 2023, 23.000.000. SRAM tay ngang màu trắng đây này mọi người này, 13.500.000. Màu này màu xám đậm đây, màu xám đậm đây. Đấy. Con này VK em cũng đủ màu, size 46-48. Màu xám, màu đen, xám đen, màu xanh navy. Trắng thì hết, không còn trắng. Titantech Thích Ọp 5.600.000. Con này là VK là 8.500.000 nhé mọi người nhé. Thích Ọp 5.600.000. Thích Ọp 5.600.000, 4 màu, màu xám, màu đỏ, màu xanh, màu đen. Con xe nữ xuất Nhật này thì 6.900.000, xe nữ xuất Nhật. Con này là Java Fuku GE, size 48,
thì 30 triệu chỉ có màu đen đỏ size 48 nhé mọi người nhé. 48 Titan Tech Take Off tay đua 5 triệu 8. Chiếc tư R5 mà bản này là bản giò dĩa Tiara, rồi ba món Tiara thắng Tech Châu, con này em bán 19 triệu bánh carbon nhé mọi người nhé. Rồi đợi em một xíu, mọi người có cần mẫu gì thì cứ liên hệ với shop em nhé, mặc dù shop hơi nhỏ một chút nhưng mà em có rất nhiều loại xe và có đủ tất cả các xe cho mọi người mua trên thị trường. Xe gấp này, xe gấp này Mai Palat này em bán 5 triệu, có thêm một loại nữa, đây là loại 246, còn có kia một loại 260 M260 cũng 5 triệu luôn, bằng tiền khác kiểu. Xe 24 cho trẻ em hoặc là mấy người thấp thấp, cái này 4 màu giá 3 triệu 2. Mấy con Chinix Free 2.0 này, hai con này em bán 6 triệu nha mọi người nhé. Đấy, đây là con Java Fukuji E size 45 thì em có màu Titan, màu xanh và màu đỏ, là 3 màu size 45 giá 30 triệu mọi người. Sora này em bán thì 15 triệu. Twitter 3 món Sora thắng Tech Châu là 15 triệu mọi người. Smile tay cong 18 triệu 8, Smile tay cong 18 triệu 8 cho mọi người nhé, cũng đủ màu đủ size. Tempo 1.0 Chinix là tay cuộc em bán 5 triệu 3, 6.1 thì đây là màu đen, đây 7.5 Titan Tech. Cái con Galaxy này thì sell thì 4 triệu, để yên baga chắn bùn luôn mọi người. Katani tăng thì 3 triệu 250, đủ 45 màu. Rồi Titan Tech 6.0 Touring 7 triệu 3. Con này là group Tiara R5 Tiara 3 món em bán 16 triệu, đủ tất cả các màu như mọi người nhé, size 46-48. Con này là con SRAM con R5 bản Retropec thôi, bán có 13 triệu 500. Con đen này là con Siro 6 bản thường thì có hai màu, màu xanh đổi màu và màu đen, em bán 15 triệu. Size thì của nó thì chỉ có 48 nhé mọi người nhé, không có 46. Xe nữ này thì có 5-6 màu, xe nữ giá 4 triệu 2. Katani 5.0, con này cũng 5-6 màu, 3 triệu 950. Có 5.1 nữa, có thêm baga chắn bùn nữa thì cũng 5 triệu 950 mọi người, giá bằng tiền nhau. Katani X5 3 triệu 2. Rồi đây là Java Velo xe giá 8 triệu 3, có size 46 và 49. Đấy, màu thì cái này là 3 màu, con Velo xe này em có 3 màu, màu đỏ, màu xanh, màu đỏ, màu đen xanh với lại màu xám. 660 hiện tại giá đã tăng 7 triệu 1 nhé mọi người nhé, 7 triệu 1. Đấy, mọi người mua ở cửa hàng thì bất cứ xe nào cũng đều được giảm 200.000, em không phải ship nữa thì em giảm cho mọi người cái tiền ship luôn. Đây là màu này là màu Titan này mọi người này, màu này màu Titan của Java GE, Java GE này có 3 màu đấy, size 45, 30 triệu nhé mọi người nhé. Con này thì là Katani 2.1 màu xám, khá là đẹp, 4 triệu rưỡi. Cái 6.660 này em còn cái màu đỏ, màu xám đỏ nữa, xe M và xe S đều đủ, đủ tất cả các xe mọi người ạ. Mọi người con Java Fucodit này thì em còn một chiếc size 51 màu xanh rêu nhé mọi người nhé. Với chiếc này size 48 là hai chiếc là hết, không còn hàng nữa. Đấy, mọi người có nhu cầu mua thì mọi người cứ liên hệ với shop của em, mặc dù shop hơi nhỏ một chút nhưng mà xe cổ thì đầy đủ tất cả các loại xe trên thị trường, màu sắc và size đủ tất cả các loại. Chỉ có điều là khi mà hãng người ta không còn hàng để mà lấy nữa, người ta bị chậm hàng, người ta bị đứt hàng thì em mới không có thôi.
Còn bình thường thì em có rất là nhiều nha mọi người nhé. Cái này là 800cc California, em có 2-3 màu, màu xanh, màu đen, màu trắng. Con này em cũng chưa lắp. Xilon thì cũng có tay cong luôn mà chưa lắp. Đấy, đủ tất cả các loại mọi người ạ. Thì em lắp mỗi chiếc lên một mẫu thôi để mọi người tham khảo. Còn rồi mọi người có nhu cầu mua xe gì thì mọi người liên hệ với em hoặc là ghé 98-10 cũng ở Tân Bình. Ở đây em có lắp sẵn tương đối là đầy đủ các mẫu để mọi người ngắm xe và mọi người thử xe nhé mọi người nhé. Mọi người liên hệ số điện thoại em Minh 0706198999. Em cảm ơn mọi người.